Bây giờ là nội dung chi tiết với những thông tin cập nhật chúng tôi đã tổng hợp được trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, liên quan đến sự cố nhiều dòng cầu tại dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn qua địa bàn của tỉnh Nghệ An bị sập. Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến giao cho Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra việc thực hiện dự án và vấn đề chất lượng của các công trình cao tốc. Từ đó báo cáo Thủ tướng trong tháng 7 năm 2023. Trước đó, vào ngày 19 tháng 5, trong quá trình thi công lao dầm cầu nghi Mỹ thuộc gói thầu XL02, đã xảy ra va chạm giữa dầm cầu đang lắp đặt và dầm đã đặt trên nhịp, làm đổ gãy sập dầm Super T nhịp từ trụ T3 đến T4. Nguyên nhân được xác định là do sơ xuất của thợ vận hành cầu thao tác không nhịp nhàng dẫn đến vụ va chạm. Doanh nghiệp dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu đã lập biên bản ghi nhận sự việc, đánh giá sơ bộ nguyên nhân thống nhất di dời toàn bộ các dầm bị hư hỏng ra khỏi hiện trường. Vào ngày 22 tháng 5, các doanh nghiệp dự án đã có văn bản phê bình nghiêm khắc, yêu cầu nhà thầu, yêu cầu nhà thầu tư vấn giám sát, kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời giao nhà thầu khẩn trương thi công lại các phiến dầm bị hỏng, tăng cường giám sát tại hiện trường, không để tái diễn sự cố tương tự. Tuy nhiên, sau khi sự việc này xảy ra, nhiều người cũng đã đặt vấn đề nghi vấn chất lượng dự án này, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra.